xin giới thiệu đến tất cả mọi người. Trên tay của em đây đang cầm một cái trang phẩm, một cái món đồ nó rất là giá trị, và nó là một trong những món đồ mà theo em nghĩ cá nhân của một người sưu tầm đồ cổ mà mới vào chơi đồ cổ thì chắc hẳn mọi người cũng đã nghe đến cái điện tích, đó là điện tích Mai Hạc của thơ Nguyễn Du. Và cái đề tài của cái Mai Hạc này là một trong những cái đề tài rất là quý, bởi vì nó được lưu truyền ở trong cái nội bộ của triều nhà Nguyễn, dành cho những cái món đồ của cung bậc của các quan đại thần lớn ở trong triều Nguyễn được sở hữu sử dụng, giống như là một cái món đồ ban tặng của vua Gia Long tặng cho các đại thần có công trong triều Nguyễn. Và cái đề tài Mai Hạc này nó rất là ý nghĩa. Đây là một trong những cái cuốn sách gọi là cuốn sách đồ sứ ký kiểu của triều Nguyễn. Và cái đề tài Mai Hạc đấy, đề tài Mai Hạc ở trong cái tô này. Đấy, em xin đọc cái bài thơ nhé. Nghêu ngao vui thú yên hà, mai là bạn cũ, hạc là người quen. Đồ sứ ký kiểu triều Gia Long, đồ sứ ký kiểu của triều Gia Long, các bác thấy rất là giá trị đúng không? Đấy, cái tô này nó là một trong những cái tô mà để ở trong sách được bảo toàn, giống như là một cái hiện vật minh chứng cho thời gian. Nó rất là giá trị như vậy. Nó cực kỳ mỏng nha mọi người, nó cực kỳ mỏng luôn. Mà đồ sứ dành cho đồ ban tặng cho các bậc quan đại thần lớn ngày xưa thì nó không tránh khỏi những cái vết tóc, vết dạng theo thời gian. Đấy, thì đồng nghĩa vào đó nó có những cái vết rạn, và cái may mắn đó là nó không bị tóc, không bị bể. Và người ta, các cụ người ta hay nói là ngọc vỡ còn hơn ngoái lành, nhưng mà riêng cái ngọc này nó không bị vỡ, bởi vì nó qua thời gian năm tháng nó chỉ có bị những cái vết rạn nhẹ thôi. Đây, các bạn thấy này, nó mỏng đồ đến nỗi mà em để một cái đèn pin này, em soi này, các bạn thấy không? Nhìn có nghĩa là nó để xa nhé, em để xa cái món đồ này, em để xa món đồ mà nó mỏng đến nỗi mà mình xa cái ánh đèn nhé, để xa cái ánh đèn này. Đây, nếu như mà để gần thì càng rõ hơn nữa, nhưng mà để xa cái món đồ lên như thế này, đấy, để xa như thế này mà rọi từ bên này thấu quang qua cả bên kia luôn, đấy, giống như thế này này, đấy, đấy. Nhìn rất là chất lượng luôn, nó rất là chỉnh chu. Đó, các bác thấy trong những cái món mà đồ sứ ký kiểu đa phần là đồ tốt, đồ giá trị, đồ mà đã nằm ở trong sách vở đa phần là những món đồ tốt, nên nó chất đồ nó rất là mỏng. Nó mỏng, càng mỏng chừng nào nó mới thể hiện được cái cốt cách, cái giá trị cao của món đồ. Đó, các bác thấy cái hàng thơ này vẽ cực kỳ nhỏ luôn. Ngày xưa bút pháp của các cụ ngày xưa đa phần là vẽ bằng cái lông thỏ, cái bút pháp, cái đầu bút lông á, cái đầu mà đầu bút á, thì người ta dùng bằng cái lông thỏ, người ta nhúng cái men chàm vào, người ta vẽ lên, nên cái đều thơ này, cái chất của món đồ này nó đều mà nó nhỏ, nó mảnh mai, nó nhỏ từng cái sợi, từng cái đường nét như thế này, nó nhỏ giống y như là cái sợi tóc của chúng ta khi mà chúng ta để vào cái đường nét này. Nó như thế này, nó nhỏ ngang cái sợi tóc luôn, có nghĩa là từng nét vẽ, từng nét mực vẽ nó nhỏ ngang sợi tóc đấy. Và thứ hai nữa, cái vành chôn này, các bạn thấy cái vành chôn nó rất là cắt gọt, rất là chỉnh chu, mà nó rất là mảnh mai, cái món đồ rất là mỏng đồ luôn. Đấy, hiệu đề coi như là cắt gọt chỉnh chu. Đó, đây là cái con hạc đứng ở trên mỏm đá. Ở đây là có một cái bài thơ này. Đấy, ở đây có bài thơ, mỏm đá nó ngắm cái cây mai.
Đấy là ở đây một cái bài thơ có vẻ rất là chỉnh chu. Ý nghĩa của Mai Hạc á, là giống như là đi nghêu ngao, đi đi ngắm những cái tiết trời thanh bình và nó an an hưởng, gọi là nó cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó thanh bình như vậy đó. Đường kính là 16 phân cho cái tô Mai Hạc này nha mọi người. Đường kính là 16 phân này. 16 phân cho tô Mai Hạc này. Rất là đẹp. Rất là chỉnh chu luôn. Nếu như mà để sở hữu một món đồ quý để ở trong nhà, nó giá trị bằng gấp mấy lần so với những cái món đồ bình thường, nó bình dân đó. Thì nếu như mà chúng ta có điều kiện, chúng ta nên sở hữu cái chất đồ này để mà mình có, giống như là mình thể hiện cái cách chơi, cách sở hữu đồ quý một cách chân chính như vậy. Đấy. Thì chúng ta trong cái giai đoạn ngày hôm nay thì thực sự với mọi người, kinh tế càng ngày càng phát triển thì cái thú chơi nó thể hiện cái cung bậc của con người chúng ta. Ví dụ giống như là chúng ta sở hữu một món đồ quý, nó thể hiện cái vai vế và cái đẳng cấp của cái người chơi, nó lên một cái tầm cao mới, nó rất là giá trị luôn đó. Nên mọi người xem và thưởng lãm một cái tô Mai Hạc đường kính 16 phân như thế này đó, rất là đẹp, rất là giá trị luôn. Đó. Và bác nào mà yêu thích thì cứ liên hệ kết nối với em nhé, để mà em sở hữu cái món đồ này, để em chia sẻ cho các bác sở hữu những cái món đồ giá trị như thế này và bảo hành chuẩn cổ suốt đời cho từng hiện vật, và bảo hành luôn cả cái giá mua. Bác nào yên tâm thì cứ liên hệ kết nối với em để mà sở hữu món đồ mà nó lưu truyền ở trong sách sách ký kiểu của Triều Nguyễn như thế này nhé.